Cuộc hành trình của chúng tôi từ đây mới thật sự bắt đầu. Trả tiền phòng và làm thủ tục xong xuôi, tôi tranh thủ đổ xăng và chất đồ lên xe. Trước khi bắt đầu, tôi cẩn thận hỏi mọi người xung quanh và cả em Lễ Tân về cung đường sắp tới. Hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cố tới được Lũng Cú, Đồng Văn mà thôi. Em có thích chụp cục mốc số 0 không? Tôi hỏi em. Chụp cũng được. Thế nó ở đâu hả anh? Có trên đường đi không? Nếu chụp thì quay lại tầm 1 km nữa. Còn đi thì mình đi đường này. Tôi chỉ hướng đi cho em. Thế thì thôi anh ạ. Muộn rồi, lắm người quá. Mình đi luôn kẻo trễ. Ok, ngồi cho chắc nhé. Ngồi chắc là sao ta? Em cười khúc khích. Thì là ôm đó. Anh trả tuyển, ôm cho xe anh còn gì. Tôi trêu. Khỏi cần, ôm em vẫn vững nhé. Anh mơ đi. Em lại bắt đầu cái giọng ấy. Ái chà, người yêu mà thế đấy. Biết thế này, chả yêu cho xong. Không được, không được. Mà không yêu thì sao nhờ? Thì như tối qua đó. Tôi nhăn nhở. Này này, cấm nhé. Em nhéo mạnh vào hông tôi. Tôi la lên thất thanh vì em nhéo quá mạnh. Rồi sau đó phải ngồi ôm sườn một lúc, muốn chảy nước mắt vì đau mất. Em thì cứ ngồi mà khanh khách cười theo tôi. Ừ, đã thế thì. Tôi vê ga rồi bỗng vọt đi một cái thật nhanh, làm em hoảng hồn không kịp. Chút nữa thì ngã ngửa người ra. Em vội bấu lấy tôi, ôm thật chặt. Giật mình, em lại nhéo tôi thêm phát nữa. Tôi mặc dù bị đau, nhưng vì điệu bộ của em vẫn làm tôi thật buồn cười, nên cứ cười ha hả. Chết nè, chết nè. Em vẫn liên tục véo. Úi cha, đau. Ai bảo em không ôm? Anh chơi xấu quá, không chơi nữa. Em lập tức ngồi xa tôi ra không ôm nữa. Khoanh tay trước ngực. Thôi mà, ôm đi, tôi nịnh. Không, em ngoảnh mặt đi. Thì tôi nhẹ nhàng vòng tay ra sau, gỡ lấy tay em rồi đưa ra trước bụng tôi. Đặt tay em ở đó, đầu tiên là tay trái. Khi tôi gỡ thì em vẫn nguyên tư thế. Sau đó tới khi tôi gỡ nốt tay còn lại thì lúc này mới thành một thế ôm hoàn chỉnh. Sợ em đổi ý nên tôi chả dám trêu em nữa. Cứ thế mà phóng xe đi thôi. Dù gì thì cảm giác có người ôm sau lưng cũng tuyệt vời lắm. Chỉ mất độ 10 phút là chúng tôi đã bỏ lại cái thị xã Hà Giang đó ở lại sau lưng. Những cung đường bắt đầu xuất hiện với đường đi trở nên nhỏ dần. Dòng sông trong vắt, xanh ngắt, chảy chậm rãi bên cạnh đường càng làm chúng tôi trở nên phấn khích. Tôi như sống lại thời trai trẻ. Đường là đây, cảnh là đây, người là đây. Nói là không chụp ảnh, bỏ qua cục mốc số 0. Thôi, nhưng chúng tôi tiện đâu trên đường các cảnh đẹp là chụp ở đấy. Đầu tiên là cây cầu với cái biển cao nguyên đá Đồng Văn trên đỉnh núi ở phía xa xa. Có lẽ hầu như dân phượt như chúng tôi, ai ai cũng chụp ở đấy thì phải. Em vẫn làm đủ trò với các kiểu chụp ảnh quái dị mà em nghĩ ra như thế. Còn tôi thì phải loay hoay, hết chụp rồi lại phải chỉnh, chỉnh rồi lại chụp, rồi lại phải chỉnh. Rất mệt, quãng đường vì thế cũng trở nên chậm hơn. Chỉ tới khi tôi dọa là chúng ta sẽ phải ngủ ngoài đường nếu cứ đi thế này. Sau đó thì dụ khi em bằng cách còn nhiều cảnh đẹp phía trước thì em mới chịu xịu mặt xuống và nghe lời. Thật may quá đi mất, vì tôi không phải theo cái chụp kiểu ảnh mà tôi cho là kỳ cục, còn em thì lại cho là nghệ thuật như thế. Được chụp ảnh em với tôi đúng là cực hình. Đơn giản không phải là vì tôi không thể chụp, mà là tại gương mặt, làn da và đôi mắt rất có hồn của em sẽ làm cho bức ảnh trở nên rất tuyệt. Nếu em không có ý định chụp mấy kiểu bay nhảy kỳ cục đó. Gọi tôi là ham mê chụp ảnh cũng chả phải. Tôi chụp
chỉ là để ghi dấu lại những bước đường, những cảnh đẹp, những khoảnh khắc. Tôi chụp bởi vì tôi thích chụp, chứ không phải vì để post lên mạng và chờ mọi người khen, là đắm vào đó để chỉnh sửa đi lại cho thật lung linh và đôi khi có tí ảo. Cái thú này nó ở tôi vừa vừa đủ để tôi có thể cầm máy và trải nghiệm mà thôi. Em sau tôi như thế, chúng tôi như hai chú chim nhỏ nhảy chân sáo trên những chặng đường. Lúc em thì thào gì đó vào tai tôi, không rõ, để đến khi tôi hỏi lại em thì em lại cười phá lên. Thật bí hiểm, lúc thì em lại gục mặt vào vai tôi, nhìn những rặng cây, hòn đá vương vút đi qua trước mặt. Lúc thì em đứng hẳn dậy, ôm lấy cổ tôi, nhìn thật xa con đường phía trước. Nhưng cũng có lúc tôi thấy hình như lưng mình cũng ướt vì nước mắt của em. Những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng và chạy, hay bằng cách nào đó tảng lờ và chỉ cho em những cảnh hay như đồi cao nguyên hùng vĩ, những đám bay hình thù kỳ lạ, hay là một vài các dân tộc đang cày bừa ở phía xa xa. Một hồi lâu sau khi con xe của tôi cũng bền bỉ, y ạch, lê lết, hai chúng tôi lên được tới cổng trời Quản Bạ. Chúng tôi háo hức bao nhiêu khi dựng xe và đếm từng bậc thang lên tận đỉnh. Tại đây, chúng tôi có thể ngắm toàn bộ thị trấn Tam Sơn. Núi non cũng chưa đến mức trùng điệp cho lắm. Nhưng cái chủ yếu ở đây là tôi đang tìm cái núi đôi Cô Tiên Cơ. Chẳng thấy chúng ở đâu cả. Tôi quay ra bảo em, này, anh chụp cho em vài kiểu nhé. Có, anh chụp em đi. Em tạo dáng ngay lắc cấp lự. Rồi, em đứng ra chỗ núi đôi Cô Tiên đi, anh chụp cho. Tôi nhăn nhở, vâng, nhưng mà núi đôi Cô Tiên nó ở đâu hả anh? Em giáo giác nhìn xung quanh tìm. Ở ngay đây mà không biết, chán. Không thấy là anh không chụp cho đâu đấy. Đâu, anh nói ngay không thì bảo. Em vẫn đang cố tìm, em không thấy à? Không thấy thì thôi khỏi chụp nhé. Này, không chơi thế đâu nhé. Anh có nói ngay đi không? Em giơ nắm đấm lên giữ tôi. Thôi được rồi, em đứng ra phía này, lệch sang phải tí nữa. Được rồi, giờ thì em thấy chưa? Tôi chỉ đạo. Chưa, toàn đồi với núi à? Chả biết cái nào là núi đôi cả. Em ngây thơ. Chán em quá. Giờ thì thẳng mặt lên nhìn thẳng. Rồi, giờ cúi xuống từ, cúi nữa đi, từ, vẫn phải nhìn thẳng nhé. Không phải nhìn thẳng như thế, nhìn thẳng như ban đầu, rồi vừa cúi vừa nhìn thôi, cúi tí nữa, thấy chưa, núi đôi đấy. Tôi cười ha hả, á, dám lừa em này, em hét lên, lao về phía tôi. Tôi vừa cười, vừa phải chống đỡ cơn cuồng nộ của em. Em đúng thật là cây thơ hết mức, làm cho tôi cười đến giãn hết cả cơ mặt, chảy cả nước mắt. Đang chống cự thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng của ai đó. Tuổi trẻ có khác, vui vẻ thật. Chúng tôi giật mình nhìn lên, hóa ra là một cụ ông, mặc dù hói đến 3/4 cái đầu, chỉ còn đưa thưa vài sợi tóc, nhưng dáng vẻ hồng hào, phương phì lắm. Cụ gùi một cái gùi to ở sau lưng, mặc bộ quần áo dân tộc, cầm theo một cây gậy, bước những bước nhẹ nhàng lên bậc cầu thang mà không hề mệt mỏi. Nhìn dáng vẻ của cụ khỏe mạnh như thế, tôi thấy phục lăng. Chả bù cho tôi mới gần 30 tuổi đầu mà leo muốn hụt hơi. Chúng tôi nhìn, nụ cười ngượng. Cụ nhìn chúng tôi khá chăm chú, nhưng nét mặt tỏ ra vui vẻ. Tụi bay hình như lần đầu tiên đến đây hả? Cụ hỏi. Dạ vâng, tôi trả lời cụ. Nhìn là biết ngay ấy mà. Cụ cười. Cụ ơi, núi đôi ở đâu thế cụ? Em lanh chanh hỏi ông già. Thì ở cái nơi thằng này vừa bảo ấy. Ông cụ cười lên ha hả. Tôi phá lên cười tiếp. Ít ra thì cũng có đồng minh. Còn em thì ngượng ngùng trước tình huống này, nên không biết phải trả lời ra sao. Ông cụ đúng là vẫn còn giữ khiếu hài hước của tuổi trẻ có khác.
Thấy em vậy, nên tôi cũng cố đến cười cho em bớt khó xử. Đó là một phần thôi, vì tay em cũng đang nhéo vào sườn tôi đau điếm. Cụ hình như là người ở đây hả cụ? Tôi hỏi cụ, đánh trống lạnh khỏi chuyện vừa rồi. À không, tao lên thăm con cháu nó đẻ, tiện lên đây chơi chút thôi. Nhà nó ở ngay gần đây ấy mà, ông cụ trả lời. Vậy hả cụ? Ờ, còn tụi bay là dân đi phượt phẻo gì đó hả? Cụ nheo mắt. Vâng, mà sao cụ biết? Ôi giời, nhà tao ở Đồng Văn, mùa này cuối tuần bọn như chúng mày lên đây nhiều lắm. Ông cụ cười. À vâng, thế hóa ra nhà cụ ở Đồng Văn à? Tí nữa tụi con cũng xuống đấy. Thế hả? Thế tối qua tao uống rượu không? Ờ dạ. Tôi cũng không bất ngờ lắm với cách cụ tự nhiên mời chúng tôi như thế. Người dân tộc là vậy, họ hội đủ ba chữ chân trong tâm hồn: chân thành, chân tình và chân thật. Có thể các cụ phực phẻo trên này còn chưa biết, nhưng nếu ngày xưa khi còn sinh viên tôi cũng đi, có đôi khi để quên điện thoại ở một quán ăn, thời đấy giá trị lắm, họ còn gọi bằng được cho bạn tôi và nói tới để lấy về. Nên cái chuyện họ mời mình một thứ gì đó đều xuất phát từ việc nhìn ưng con mắt, ưng cái bụng mà thành lời mà thôi, rất nhanh, không như dưới miệng xuôi này. Cụ thoải mái như thế nên chúng tôi cũng dễ dàng đồng ý thôi. Trò chuyện với cụ vui vẻ, chúng tôi cũng biết được tên cụ là Lý A Dình, người dân tộc Mông. Cụ năm nay cũng đã 70 tuổi rồi. Con trai cụ thì mừng đứa cháu mới sinh nên say rượu, chưa đưa cụ về được. Chờ nó tỉnh sẽ đưa cụ về, cụ bảo vậy. Nhà cụ cách Đồng Văn cũng không xa, tầm 5,7 km. Gì đấy, nên cụ nói đi nói tầm 7 giờ tối sẽ sai con trai ra Đồng Văn đón chúng tôi về nhà uống rượu. Cụ hay nhìn Khả Vân với ánh mắt khá lạ. Tụi bay nhớ phải qua đó, tụi cháu nhớ rồi mà. Vì không có nhiều thời gian nên chúng tôi cũng phải tranh thủ, vì cũng còn khá nhiều nơi chúng tôi muốn đi và phải về tới Đồng Văn trước khi trời tối. Tôi chào cụ và hẹn gặp cụ ở Đồng Văn sau đó. Khả Vân nhí nhảnh lại nhảy chân sáo xuống bậc cầu thang, còn tôi thì tranh thủ cho cụ số điện thoại để con cụ tối nay còn biết đường mà qua đón chúng tôi. Chứ vào nhà cụ thế nào, làm sao mà chúng tôi biết được. Cụ cẩn thận nhét tờ giấy ghi số điện thoại vào trong áo mình. Thôi chúc con đi đây. Tôi chào cụ. Ừ, đi chậm thôi nhé. Hôm trước vừa có thằng như tụi mày ngã chết đấy, cụ nhắc. Cụ yên tâm, tụi cháu đi ngắm cảnh chứ có phải đi lấy được đâu. Tôi cười. Ừ mà này, cụ gặp gần. Cụ bảo gì cháu ạ? Tôi ngạc nhiên. Ừ mà thôi, mày nhớ chăm sóc con Vân cho tốt nhé. Ờ, mà Vân. Tôi cảm thấy khó hiểu. Không có gì đâu. Có gì tối qua tao nói nó cho. Vâng, chào cụ ạ. Tôi yên tâm hơn đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy có đôi điều gì đó kỳ lạ. Xuống dưới, tôi thấy Khả Vân đang đứng mua đồ gì đó. Nhìn thấy tôi, em chạy ra lê tè ngay tắp lự. Chả bù lúc nãy chúng tôi nói chuyện, em chỉ ngồi đó ngắm vu vơ chứ chả tham gia được gì nhiều. Anh, em nói hơi to làm tôi giật nảy mình thoát khỏi những suy nghĩ. Gì thế ngốc, đi thôi. Đi gì chứ? Nãy giờ nói chuyện em quên sừ nó mất, hỏi cụ là núi đôi ở đâu để còn chụp ảnh. Oai, hay là em muốn lên lại chụp ảnh à? Tôi le lưỡi. Mà thôi nhỉ, em chắc cũng nản. Chứ còn gì nữa, đi thôi. Chứ còn bao nhiêu thứ đẹp hơn kìa, núi đôi gì mà tìm hoài chả thấy đâu. Chúng tôi lại lên xe đi tiếp những cung đường êm ả. Thề với các bạn, sau này nếu tôi biết cái núi đôi thật ra chỉ là cặp nhũ hoa của cô tiên để lại chăm con mình, thì tôi còn trêu em tợn hơn nhiều. Mà kể ra chỉ là nhũ hoa nên bé thế cũng phải, các bạn nhỉ?